Xin chào mọi người đã đến với kênh Nghệ thuật Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người bức tranh Vinh Quy Bái Tổ được đắp thủ công bằng vật liệu xi măng và cát. Trong video là bức tranh hoàn thiện phần thô khi chưa lên màu. Mọi người hãy đăng ký kênh để nhận được video lên màu bức tranh sớm nhất. Cảm ơn mọi người và mời mọi người cùng xem video.